Mới đây, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh ECC-SCMC đã phối hợp với tập đoàn ENE Solution tổ chức hội thảo thúc đẩy công nghệ hiệu quả năng lượng và quản lý chất lượng fluorocarbon, nghiên cứu từ Việt Nam và kinh nghiệm Nhật Bản. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác về tăng trưởng carbon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản, theo cơ chế tín chỉ chung gọi tắt là CM, ECC-SCMC và tập đoàn ENE Solution đang triển khai dự án nghiên cứu khả thi, thúc đẩy quản lý việc thu hồi và xử lý các chất fluorocarbon FC dùng trong thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí tại Việt Nam. Với sự tài trợ của Bộ Môi trường Nhật Bản, mục tiêu của dự án hướng đến thúc đẩy sử dụng các thiết bị làm lạnh, điều hòa không khí có hiệu quả năng lượng, sử dụng chất làm lạnh tự nhiên và có hệ số làm nóng trái đất GWP thấp. Các chuyên gia đến từ Nhật Bản đã thảo luận nhiều chuyên đề và công bố kết quả nghiên cứu khả thi về thúc đẩy các thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả và công tác quản lý các chất fluorocarbon FC đã được sử dụng tại Việt Nam.